Chào các bác, đây là chiếc đồng hồ cổ của bác Tiến ở Đà Nẵng. Con này máy còn rất là mới mà vẫn là đẹp bác nhé, máy xịn rất là đẹp nguyên đó, còn lung linh luôn đúng không ạ, lung linh luôn. Đấy, em kiểm tra qua thì thấy là máy này còn rất là đẹp, bây giờ chỉ tháo ra lau dầu đấy các bác, lau dầu thôi. Đấy, vậy thì video này em sẽ tháo ra lau dầu cái đồng hồ này. À, trước khi em làm nha, đều rửa tay sạch sẽ là hết rồi các bác nhé. À, để yên tâm. Này có mỗi cái kim mình thấy là hơi ngắn, là không đẹp đúng không ạ? Còn mà máy khá là ok đấy. À, máy khá là ok. Mỗi tội cái kim mình thấy nó hơi ngắn, nó không đẹp. Các bác nhé. Kim không đẹp, ừ. Không biết có nên thay cho khách không đó. Cái này khách không yêu cầu nên là mình cũng rất là băn khoăn. Rồi em sẽ tháo ra tung hết ra nhé, để lau dầu con đồng hồ này. Đấy. Ở video trước các bác thấy em kiểm tra con đồng hồ này khá là bẩn đúng không ạ? Mặc dù là máy là còn còn đẹp, rất đẹp lung linh luôn này. Đấy, nhưng mà bẩn. Đấy, và mình phải lau dầu thôi. Đấy. Bây giờ phải tháo tung ra để ngâm vào cho sạch. Đấy, các bạn thấy đây này. Đây. Em zoom gần lại cho các bác nhìn nhé. Đó, thấy không? Tháo ra mình mới nhìn thấy cái bẩn này các bạn này. Đó. Đó. Rất là bẩn này, thấy không? Mình không tháo ra không nhìn thấy gì đâu. Đó. Đấy, cái bụi bẩn nó vào rồi là cái mạt sắt vân vân. Đó. Hiếm khi gặp cái con đồng hồ còn 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 zin như con này, đẹp như con này, quá đẹp thật. Đây các bác nhìn này, đó bẩn này, thấy không? Đấy. Đấy, con này là mà lau dầu là ok, nó ngon lành thôi mà dùng chạy tè tè ngay thôi mà. Đó. Có một con ốc này các bác cần chú ý nhé, con ốc này không dài cũng không ngắn nhé, con ốc ở giữa. À, nên là mình đừng có lắp nhầm con ốc dài vào, lắp nhầm một ốc dài nó sẽ chọc sang bên kia máy, rất nhiều người bị dính như thế đấy. Ừ. Rồi bây giờ em sẽ tháo phần lịch đi nhé. Đó. Đấy, này máy rất là đẹp này, mặt chân lịch rất là ok, nhưng mà vẫn 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 phải tháo ra kiểm tra cho ăn chắc. Đấy, đây là những con ốc chìm này các bác nhé, con ốc chìm này, con này các bác đừng có gắp nhé, gắp rồi nó hay bị bắn bắn, nên là các bác nên dùng cái nam châm như em này này. Đó. Đấy, thì là nó vừa an toàn. Em để ở đây nhé. Đấy, em để đây em tháo cho nó dễ. Đấy, mà nó không bị bắn lung tung. Đấy. Rồi em để hẳn lên trên kia kèo em. Em làm cho nó dễ làm. Đó. Đó. Tháo tiếp. Cái này mình tháo mình lựa lựa chỗ này ra. Lựa ra để khỏi phải tháo cái bánh
bánh lịch đó, em không tháo bánh lịch cho nhé. Đó, đây bánh lịch này em để nguyên đó. À. À. Bỏ cái bánh này ra, cái bánh này cẩn thận không để mất. À, sau khi xong rồi thì em sẽ nhúng toàn bộ phần máy và phên vào kia dung dịch để ngâm. Mình dùng dùng như mọi lần vẫn dùng thôi các bác, cồn 90 độ thôi. Đó. Cho vào để ngâm. Đó. Cho nó tẩy hết cái chất bẩn này đi. Đó. À, em dùng chính cái chổi em lau thôi các bác. Đó. Như mọi lần em vẫn làm đấy. Đó. Đấy. Quét trên quét dưới cho sạch sẽ. Càng làm tỉ mỉ bao nhiêu thì càng tốt cho khách bao nhiêu. Đây này gọi là một cái hồi giờ các bác. Đây cái này gọi là cái hồi phút này. Cái hồi phút của nó. Đó. Đây là cái hộp cót. Hộp cót thì tích cót quá. Hộp cót này em ít khi em tháo lắm các bác nhé. Chỉ có trừ trường hợp không giữ được cót thì em mới tháo ra em cuộn lại cót này. Còn bình thường em không tháo ra. Đó, cái này em sẽ cạo đi một tí. Đó, này các bác nhìn nhé. À, cạo nó sạch nhé. Này, đó. Nhưng lúc quét nó không sạch đâu. Quan sát mình làm thôi. Và đây bánh gai. Đây, cái bánh gai. Bánh xe gai chứ không phải bánh gai ăn. Đấy. Bánh có răng răng cưa này gọi là bánh gai nhé. Và cái này các bác quét cẩn thận không thì nó sẽ bị làm gãy cái răng ấy, nó là nó toi đấy. Và đây các bác nhìn thấy cái bánh 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 của ấy này này. Đó, nó bị bẩn các bạn này. Đó, đó. Đó, thì cái này mình rất đơn giản thôi mà. Đó, mình tẩy cho khách nhà sạch thôi mà. Đó, dùng con dao lam ấy các bác, dùng con dao lam mình cạo đi thôi mà là hết thôi mà. Đó. Và tiếp tục mình làm đến cái phần mảng phên, đây cái gọi là mảng phên nhé. Đây, mảng phên này thì em sẽ tháo luôn cả cái hồi 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 giờ đó, em xử lý luôn trước. À. Cho toàn bộ phần máy vào để đánh tẩy rửa. Phần trên phần dưới.
Ok, xong. Em để ra. Và đây là kết quả này các bác. Đây các bác, mà có bác bảo là nó dầu nó không sạch đúng không? Đây. Các bác nhìn thấy thế nào? Rất bẩn đúng không? Đó, rất bẩn luôn. Đó. Đó. Thậm chí là những cái dầu 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 dính vào máy nó còn nổi lên đúng không? Nó còn nổi lên trên. Đó, này, nó nổi lên trên này các bác nhá. Đó. Thế là xong rồi các bác. Rồi, chào các bác.